Quạt phun sương hay quạt hơi nước là một thiết bị làm mát phổ biến và có mức giá rẻ, đồng thời không tiêu thụ quá nhiều điện năng cho việc làm mát của cả gia đình suốt mùa hè là sự lựa chọn của nhiều gia đình hiện nay. Tuy nhiên, để sử dụng loại quạt này đúng cách không phải là vấn đề ai cũng nắm vững. Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn một vài lưu ý về cách sử dụng quạt phun sương để mang lại cho sự an toàn và hiệu quả nhất. Không nên sử dụng quạt liên tục quá lâu, chỉ sử dụng quạt phun sương cho những không gian mở để tránh tình trạng hơi nước tích tụ gây ẩm mốc. Thường xuyên kiểm tra và lâu giờ lấy lọc chắn bụi, màn thấm, bình chứa. Xả đáy thường xuyên để tránh làm tắc ống dẫn bên trong khiến cho nước bị cặn bám hay nhiễm khuẩn. Thường xuyên tháo và vệ sinh ống dẫn để đảm bảo hiệu suất phun sương. Khi quạt đang chạy, tuyệt đối không nên di chuyển quạt để tránh làm đổ nước trong bình chứa, ảnh hưởng đến mạch điện dẫn đến chập mạch điện. Cài đặt nhiệt độ và tốc độ gió sao cho phù hợp với điều kiện thời tiết bên ngoài. Đặc biệt, không dùng quạt quá lâu cho trẻ em, người già và người bệnh vì sức đề kháng yếu dễ bị nhiễm phong hàn. Trên đây, tôi vừa mới chia sẻ với quý vị và các bạn một số lưu ý khi sử dụng quạt phun sương hiệu quả và an toàn. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn trong việc bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.